Cái này là để gì đây? Mọi người ạ, hiện tại bây giờ chỗ này là cái phong tục, tục quán của bà con dân tộc Mông đấy. Vừa lông vừa phân vừa tất cả mọi thứ là của con lợn, nó thịt ra là đổ, là cho hết vào đây xong nó đậy nắp vào. Công Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành lợi. Hiện tại bây giờ mình có mặt tại thôn Cấn Lủng và hiện tại bây giờ mình cũng đang mặt ở trên bãi đá mọi người ạ. Thì bây giờ thì máy múc giờ hiện tại bây giờ lên trên này để gạt hết, múc hết cái đống đá, cái đống đá này ra. Mấy anh em đang nối tạm lại để sử dụng nốt một hai ngày nữa để khi nào mà mua được băng tải thì lên thì bắt đầu là thay cái băng tải này. Đấy, thì hiện tại bây giờ thì anh em mình vào để xem một chỗ không vừa nãy. Anh kia anh nối băng tải. Đây mọi người, thì hiện tại giờ cái băng tải là nó cũng bị rách hết rồi. Đấy, hỏng hết rồi nên là sử dụng cũng không được bao nhiêu nữa. Thì là hôm qua vừa đứt xong, thì hôm nay thì anh tranh thủ anh nối tạm cái này thôi. Để mai bắt đầu là khi mà băng tải nó lên ấy, thì là bắt đầu là mình sẽ thay. Đây này, ở dưới lại thế này, hỏng hết rồi. Nên cái này chỉ dùng tạm một vài ngày nữa thôi, xong rồi mới thay. Nhưng mà đây băng tải trước này cũng thế. Đây mọi người biết này, nó mềm như bún rồi, rất tả tơi. Mọi người nhìn. Bây giờ thì mình sẽ thôi được Sinh ơi. Sinh ơi. Sinh ơi. Ở dưới kia tăng cường mấy xe nữa. Ở dưới kia tăng cường mấy xe nữa? 4 xe. 4 xe nữa thì 4 xe nữa xong rồi bây giờ em ở trên này xong rồi em xúc gọn cho như này sang bên kia đi. Đấy, xong rồi là xúc gọn xong rồi là tăng cường xong rồi là xuống dưới kia em thay cầu xong rồi để đục nốt cái đá kia xong rồi để đục rồi còn dưới đấy chân em bảo anh phải đổ hết cái đục không đổ rồi chứ bây giờ em nghĩa là múc xong bốn này nhá, quạt xong viên lên đúng không? Múc xe xuống em xuống thay, em thay cầu xong rồi là có cái viên nào giỏi em đục giỏi ra. Còn những chỗ mà đầu ở đầu đây này với cả cái đoạn kia nó vẫn còn một ít đá giỏi nữa, mà đá nổ rồi ấy, nó nứt ra hết rồi ấy. Em gậy ra gậy được bao nhiêu gậy?
anh em mình vừa ở trên bãi đá xuống đây thì là hiện tại bây giờ mình đã có mặt xuống đến nhà em Tính rồi, thì hiện tại bây giờ thì mấy anh em thợ đang thu nốt vỉa ruồi là xong đấy. Thì là mai bắt đầu là anh em mình sẽ đi đi đặt côn để về để làm bắn luôn mái. Thì hôm nay chỗ em Tính thì cũng đang xử lý nốt cái nền để hôm nay là đổ nốt cái nền nữa là xong, là hoàn thiện xong. Thì ngày mai bắt đầu là nhà em Tính sẽ di rời chuồng trại sang bên kia để chuẩn bị làm công trình phụ luôn ở chỗ cái chỗ chuồng bò kia đấy mọi người ạ. Hôm nay mấy anh em đập nền à? Có xong chưa? Xong rồi. Có đúng giữa đấy. Đo đúng giữa nhá. À đấy cũng vừa đẹp ấy nhỉ. Ôi thì nữa là cái dây điện này nhá, thì cho qua lên cái mái nhà, nó qua luôn nóc nhà nhá. Xây của nó lại đừng chôn. Cắt tơ vào xong đâu là để mai còn hàn ròn tay chứ. Không cắt tơ vào thì hàn làm sao được. Đấy em phải đo, bây giờ em đo phát từ bên này sang bên này sang bao nhiêu mét đấy, cho nên em chia một giữa ra, chia khoảng ra phát rồi em mới xong. Nó đo từ giữa này, nó cứ đo từ cái tường ngang nhá, đo lên là 80 phân đúng không? Đấy đo lên 80 phân đúng rồi, em chia giữa ra phát em đo lên 80 phân, cái đấy là nằm vào tim luôn. Chứ mà cây giờ hiện tại giờ đang di chuyển đấy, đang di chuyển đi di chuyển lại vậy làm sao nó chuẩn được, đúng không? Nó bị lệch đúng không? Nó bị lệch nhiều vậy đấy. Đấy cái cây đang lung lay vậy thì làm sao được, cố định cái cây nó vào một chỗ, đo đúng chính giữa vẫn là đo cố định cái cây vào một chỗ thì nó mới chuẩn được. Ví dụ em cho lệch này không, một bên to bên bé là mai là bắt đầu nó kiểu nó vênh nhau này này, là bắn là bắt đầu là nó chéo, là tôn riêng bắn tôn không bao giờ nó thẳng được. Hàng dân sẽ chạy, hàng nóc sẽ chạy, thì là hàng dân sẽ chạy. We'll be right back.
Đây cũng biết đừng đi đi. Ủa. Thế được chưa? Còn đi Nó không có cái gì you
Rồi mọi người, hiện tại bây giờ thì anh em thợ xây thì xây cái vỉ kèo thì cũng xong một cái rồi, rồi còn một cái nữa thì cũng xây sắp xong rồi. Đấy, thì là còn ở dưới này thì mấy người đang đổ nền thì cũng đổ được, chuẩn bị được 2 phòng rồi. Đấy, còn 2 phòng nữa thì buổi chiều nay sẽ đổ nốt. Còn một cái phòng khách nữa, để cái phòng bếp này nữa. Thì hiện tại giờ phòng bếp thì đang vướng ráo để xây nốt cái vỉ kèo kia. Bây giờ lát nữa ráo ra, dỡ ráo ra thì là mình sẽ xây nốt. Để lát nữa thì xây xong cái này thì anh em sẽ dỡ hết cái này ra, xong là đổ nốt cái phòng bếp này nữa, là trong ngày hôm nay sẽ đổ bê tông xong. Này em ơi, anh ơi, này này này, anh bỏ đây thì nó ốp luôn cái tấm nhựa, xong nó đổ luôn cái bê tông cho nó bằng cái kia đi. Ừ nhá. Này này em ơi, này anh bỏ đây tiền là cầm cái ống nhựa lên, xong rồi là đổ luôn 2 cái đồ cột cho nó bằng cái đấy đi. Cái này là để gì đây? Mọi người ạ, hiện tại bây giờ chỗ này là cái phong tục tập quán của bà con dân tộc Mông đấy, nên tại sao phải làm một cái hố như này đấy, mà nếu mà làm cái hố như này là bắt đầu là mai bắt đầu là hoàn thiện xong cái nhà này này, bắt đầu là thịt một con lợn, xong rồi cạo toàn bộ lông tất cả mọi thứ đấy, làm của con lợn đấy, làm ra là bắt đầu là đổ xuống đây, từ phân lợn này đến lông này, tất cả mọi thứ của một con lợn mà khi mà thịt ra ấy, là sẽ đổ hết vào đây, xong rồi lấp vào. Đấy, vừa lông vừa phân vừa tất cả mọi thứ là của con lợn đấy, thịt ra là đổ là cho hết vào đây, xong rồi đậy nắp vào. Đấy là phong tục tập quán của bà con là làm nhà lúc nào hầu như là đều phải có cái này hết, hầu như nhà nào cũng có, không nhà nào không. Bây giờ nghỉ trưa thôi tính. Nghỉ thôi chứ. Chưa? Làm cái gì xong? Đổ nền xong mới nghỉ. Đổ hết 2 cái này. Căng nghề. À xong rồi đổ xong là nghỉ, xong ăn cơm uống rượu, xong rồi đến tối luôn đúng không? Được đấy. Mọi người ạ, hiện tại bây giờ thì anh em đã đổ bê tông xong rồi. Thì bây giờ thì anh em cũng nghỉ ngơi và đã đang vào trong kia rửa tay chân tay. Hiện tại bây giờ trời cũng đang mưa đấy, thì cũng rất mong là trời nó mưa nhỏ cho nên đỡ ảnh hưởng đến cái bê tông vừa đổ xong. Thì đến cũng bây giờ cũng muộn rồi, thì cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.